Sáng cha mượn vợ sớm nha cả nhà. Giờ mình chỉ đi đổ cá mình lựa thôi. Cha nói ít nhưng thật ra vẫn cầm mình không thấy ít chút nào hết trơn. Giờ cả nhà cùng quý bây giờ cô chú anh chị cùng cả nhà mình đi đổ ra với Mẫn nha. Này Mẫn nghĩ là trên 5kg luôn đó chứ. Rồi xong. Mới sáng cái quần nữa này. Cái thao này nó hơi nhỏ quá không ta? Đợi bạn xíu. Con biết rồi, ở đây ấy mà, con lấy được mà. Cha sợ vẫn đổ, con lươn nó nhảy. Quá trời cá rô rồi. Còn là cá rô không luôn này cả nhà nhìn nè. Muốn quên khoe nữa. Cá rô ớn lạnh luôn đi. Bữa nay ít cá lóc nè. Trời bữa nay cái ngô rồi có cái chốt mẹ ơi. Nhìn con lươn kìa. Lươn này bự lên cái bờ đó bò chậm lắm. Bông, trời ơi nhảy lên mình người ta. Lươn này tao mấy trăm gram mẹ. Để lấy cái xô bỏ cua qua nha. Cô vô vỏ đi mẹ. Mày lại lửa chứ không đi. Cua quá trời cua. Chục con cua hơn chục con cua luôn. Cái chân lươn nó vô quá thể nằm im mà. Bự này bỏ qua bên ha. Chừng có chốt thì mẹ ơi. Trời ơi ống nhom gì trời. Chừng có chốt. Wow. Ba con lươn lượn mình trời.
Để muốn coi có con bao nhiêu con cá lóc nhỏ nha. Trời ơi, lượng mà bỏ lộn hai con cá lóc ở trong đây luôn. Nè, con này uống nè. Uống nè, nhỏ mà uống nè. Rộng sao bữa nay chạy cá rô nhiều quá, có cái chốt gì cả nhà, cho nên là mẫn phải chậm xíu cho nó chắc. Đụng trúng mình xèo mà đụng trúng con gì vậy ta, ra hả, lưng bưởng ra mà lưng nhỏ ra hả, sao nhỏ ua. Bà bắt cái lưu chút làm cái gì? Bắt cái cầu. Hai dính hôn. Nè lưỡi lưỡi cho này. Nó xịt lại. Thôi không cần đâu, cá mồi con có 6.000. Để con gọng vô mùng rồi. Thôi. Trời ơi. Nói sao luôn á, bự dữ dằn luôn. Đi qua đây mới thấy rõ hả ta, nhìn nó sao nó trắng hơn. Bây giờ nhìn cái đợi kỹ cái đầu đó nè. Tôi đang nâng niu nhẹ nhàng mà yếu à, bò ra hả, coi này kho sả ớt ha, hay nấu canh chua gì cũng ngon nha. Còn sót mấy con cá như vậy nha, còn sót ở đây mấy con cá lóc nữa nè, xíu nó Mẫn vô Mẫn gọng sao chú Mẫn cho cả nhà coi. Không rài cá lóc Mẫn gọng lại nhiều lắm luôn, mà ăn cũng để dành ăn từ từ á. Còn cá lóc nhỏ nhỏ kiểu này vậy nè, cá lóc nhỏ nhỏ kiểu này nè, muối hơi vừa ăn á, bằng sạch khứa khứa nha, phải mình sẽ xẻ lần lưng của nó đó. Muối ăn trời ơi, muối ăn cơm ngon lắm, so với kho thì muối ăn ngon hơn, kho nó nhanh ngán lắm, ăn không nổi. Còn cái nhà bán thì rẻ lắm. Con cá lóc này nếu mà đem ra chợ bán hiện tại luôn á, mua lẻ là 50.000 ký à. Vậy nếu mà bán thì tầm 30.000 ký. Cái này đem ra chợ bán thì 30.000 ký. Mua lẻ là 50.000 ký. Còn cái này, cá này trọng hơn chiếu nha cả nhà. Con cá này nó hơi nhỏ nè, trọng hơn một chút xíu là phân loại cá nhì. Cá nhì thì người ta cân mình 50.000 ký, bán lẻ 70.000 ký. Nếu mà gặp mấy anh con trai đi mua nữa thì chắc tầm 80.000 ký. Còn cá nhất thì 130.000 ký, cân 100.000 ký hoặc là 101, bán từ 130 đến 140.000 ký. Mà gặp mấy anh đi mua thì tầm 150.000 ký. Vậy đó. Cá lóc hả mẹ? Cái cô lương này
muốn thả. Trời ơi, muốn quên thả. Em chừa lại con bự này đi. Đi là sao ta? Để đổ vô cái thao bên đây lại đi. Đen. Vẫn chừa con lươn bự này lại nha cả nhà. Suy nghĩ kỹ này. Con này mình đem đi. Có đi ruộng nữa đâu, sáng cha đổ hết trơn rồi đâu có đi nữa. Thường thường thì mẫn rộng luôn với cái lau kiến ở trong đó. Bởi vậy đó là kiến bự mà mới rộng. Cua này thì muốn đổ vô thùng lại đi. Chứ để nó còn bị ngọt sao. Mấy người đang bắt nó có còn bị ngọt rồi đây. Nó kể đi chút nó lượng rồi mình lấy. Nói chung á là sáng nay là Mẫn không có đi thăm. Cha Mẫn đi thăm, cha thức sớm mới cha đi thăm. Tại vì thường thường Mẫn hay đi thăm lọc tép sớm á. Cái cha tưởng đâu là Mẫn không có thăm. Nhưng thật ra là bữa nay Mẫn không có đặt lọc tép. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo huyện Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Cá chạy thì có bữa, như hồi bữa hổm thì chạy toàn có lóc không luôn. Cá rô cái sạc có mấy con nè. Nhưng bữa nay thì chạy toàn cá rô không luôn. Hy vọng là ngày mai hay là ngày mốt gì đó vẫn chạy, nhưng mà cái gì thì cũng được nha. Vẫn còn chạy là được rồi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video sau nè. Đen ơi.